Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phan Như Thảo khoa dáng chuẩn người mẫu diện áo dài đồng điệu chồng. Sắc vóc của Phan Như Thảo luôn là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Vốn là một mỹ nhân đình đám vi bít, nhưng ngoại hình phát tướng của cựu người mẫu từng khiến mọi người bất ngờ. Đến nay cô đã lấy lại vóc dáng thon thả, một thời và tự tin khoe sắc trong trang phục áo dài. Phan Như Thảo khoe nhan sắc khi diện áo dài ở tiệc tất niên bóc dáng của cựu người mẫu sau khi giảm cân khiến fan trầm trồ. Trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo đã đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc tất niên của học viện làm đẹp do cô mở ra. Xuất hiện tại buổi tiệc, cựu người mẫu lựa chọn trang phục áo dài màu hồng nhạt. Vốn là một mỹ nhân vi-bít nên nhan sắc Phan Như Thảo khi diện áo dài cũng khiến fan trầm trồ cô người mẫu chiếm trọn spotlight tại buổi tiệc với vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao nổi bật hơn hẳn các nhân viên. Sau khi giảm cân thành công, Phan Như Thảo hoàn toàn tự tin diện trang phục ôm sát cơ thể để khoe vóc dáng thon gọn của mình. Phan Như Thảo và các nhân viên đều diện áo dài ăn tất niên. Cô người mẫu đi dép thấp vẫn chiếm trọn spotlight với chiều cao vượt trội. Nhân sắc của Phan Như Thảo ngày càng thăng hạng hơn. Ông xã Phan Như Thảo cũng sánh đôi cùng vợ trong buổi tiệc. Doanh nhân Đức An còn diện áo dài đồng địa với bà xã trẻ tuổi của mình. Dù đã ở độ tuổi ngoài 60, nhưng nam doanh nhân vẫn phong độ và thường mặc đồ trẻ trung để xứng đôi với vợ kém 26 tuổi. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng khung ảnh vợ chồng Phan Như Thảo diện áo dài trông như là buổi tiệc hấp hôn của cặp đôi. Vợ chồng Phan Như Thảo diện áo dài đồng điệu nhau. Con gái và cháu của cựu người mẫu cũng mặc áo dài đi tiệc nhan sắc Phan Như Thảo ngày càng thăng hạng hơn sau khi giảm được 20 kg mỡ thừa. Cựu người mẫu lấy lại được phúc dáng và sự tự tin của mình. Ông xã hơn 26 tuổi của Phan Như Thảo cũng dành nhiều lời khen ngợi cho vợ. Gần đây, cựu người mẫu còn thường xuyên được chồng thấp tùng đi dự sự kiện. Phan Như Thảo được ông xã Tháp Tùng đi sự kiện. Cô tự tin diện đồ hở, khoe vóc dáng nuột nà sau khi giảm cân. Nhờ ăn uống hợp lý, kiên trì luyện tập mà vợ chồng Phan Như Thảo đều trẻ trung phong độ. Ông xã của người mẫu từng cho biết dù đã hơn 60 tuổi nhưng anh vẫn khỏe mạnh như một thanh niên. Nhân nhân Đức An chia sẻ với ngôi sao, Người ta nói bí quyết để trẻ mãi không già là luôn vui vẻ. Tôi chẳng những vui vẻ lại ăn ngon miệng, ăn khoa học, ngủ đủ giấc và siêng tập thể thao. Hội đủ tất cả các yếu tố trên, dĩ nhiên tôi rất trẻ. Hiện tại tôi còn sức khỏe nên luôn nghĩ mình như thanh niên, chắc khoảng 30 tuổi. Vợ chồng Phan Như Thảo sống sung túc, thường vi vu khắp nơi. Ông xã của người mẫu thường diện đồ đồng điệu trẻ trung để xứng đôi bên vợ gia đình ba thành viên đầy hạnh phúc của Phan Như Thảo, khán giả được dịp trầm trồ khi nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp của Phan Như Thảo lúc diện trang phục áo dài. Do đây cựu người mẫu hoàn toàn tự tin về ngoại hình của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.